chấn động, tiên tri hé lộ cực chuẩn. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nam mạng, nhờ ăn ở hiền lương mà tránh họa đắc phúc, trúng quả cực to, đúng năm 2025 âm lịch, phát tài giàu sang phú quý hơn người. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Tân Hợi thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Hoan hỷ chào mừng quý bản mệnh tuổi Tân Hợi nam mạng đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, sống đời an nhiên, giàu có và hạnh phúc. Thưa quý bản mệnh Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Tân Hợi chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Tân Hợi tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi phòng an toàn cố hữu, mong thành công, trông thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước từng có lúc Tân Hợi cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là một nơi mà Tân Hợi là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, và kịch bản mệnh số đưa ra thì thường điểm thêm vài ba chương bi kịch, năm ba dòng khổ đau. Thật ra tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho Tân Hợi có thể khiến chú lợn khuyên dưỡng chi chư này đổ gục, nhưng không, công sức nào trả được đền đáp, công vun trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt. Và bước sang năm 2025 tới, người tuổi Tân Hợi chính thức đến hồi Thái Lai, bội thu tài lộc, giàu có nhất thiên hạ. Tân Hợi muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nam mạng. Tuổi Tân Hợi hay còn được gọi là khuyên dưỡng chi chư, hay còn được gọi là lợn nuôi nhốt. Năm sinh dương lịch từ 27 tháng 1 năm 1971 đến 14 tháng 2 năm 1971. Nam sinh âm lịch Tân Hợi, thiên can Tân, tương hợp Bính, tương hình Ất Đinh, địa chi Hợi, tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hành xung, dần thân Tỵ Hợi, mệnh Kim, thoa xuyến Kim, vàng trang sức, tương sinh Thủy, thổ, tương khắc Mộc, hỏa, con nhà Bạch Đế, số phú quý, xương con heo, tướng tinh con cọp, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Hợi với nạp âm hành Kim, do can Tân Kim kép với chi Hợi Thủy, Kim sinh nhập Thủy, nạp âm cùng can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Nếu ngày sinh có hàng can canh, tân, nhâm, quý, sinh giờ sửu, mùi, lại được hưởng thêm phúc đức của dòng họ. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là thuận mùa sinh, mùa hạ ít thuận lợi hơn. Tân Hợi có đầy đủ hai đặc tính của can tân, tính tình thận trọng, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng, sắc sảo, quyền biến và trực tính, nên dễ va chạm. Chi Hợi thuộc chòm sao song ngư, tượng trưng bằng hai con cá đặt ngược chiều, một dạng cá kình vùng vẫy trong sóng lớn hơn biển cả, một dạng cá cảnh nuôi trong bình làm cảnh. Mẫu người với cuộc sống có lý tưởng cao đẹp, bản tính phóng khoáng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Mẫu người Tân Hợi, thuở thiếu thời hơi lao đao, nhưng sau khi lập gia đình thì yên ổn, vững vàng, có trực giác cao, dễ thụ cảm, thích ôn hòa, êm dịu. Tuổi Tân Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Tân Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Tân Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho những người khác biết, cũng không ỉ lại, dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Trong con mắt của người xung quanh, tuổi Tân Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng, quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Tân Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu nhiều cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng, phấn đấu nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc, phú quý. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi Tân Hợi chính thức làm việc gì cũng chuyên tâm, nhân duyên cơ hội cũng rất tốt.
tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân cũng như những người quan trọng. Có khó khăn người tuổi Tân Hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình trọng nghĩa, đàng hoàng thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết. Tiếp nữa, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, bẩm sinh có suy nghĩ, tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi li, họ tuyệt đối không phải là người có thể đâm sau lưng người khác, bán đứng bạn bè. Thái độ của người tuổi Tân Hợi đa phần là hiền hòa, nhẫn nhịn, họ cũng không dối trá quanh co, lừa gạt người khác. Về khuyết điểm, người tuổi Tân Hợi không kiên định sống theo cảm xúc, khoan dung quá nhiều thành nhu nhược đối với những dối trá lừa gạt, thiếu khả năng phân biệt đúng sai. Người tuổi Tân Hợi bản chất tâm địa thiện lương, đối với người mới quen sẽ không cảnh giác, không đề phòng, không có linh cảm ngờ vực. Cũng vì vậy, họ dễ bị lợi dụng, giỏi phê bình chê trách người khác, lại không giỏi giao tiếp, góp ý. Vì vậy nên tránh những trường hợp này để khỏi tai bay vạ gió. Tính tình thô bạo, dễ xúc động, dễ bị kích thích, thiếu đi sự suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Người tuổi Tân Hợi cũng rất ham chơi, không có chí tiến thủ, vươn lên tầm cao mới. Họ còn có một khuyết điểm rất đáng chê trách, đó là hay gây sự, đùa dai. Một khi đã định trêu chọc ai đó, nhất định sẽ không bỏ cuộc, phải khiến đối phương tổn thương mới chịu bỏ qua. Nam mạng tuổi Tân Hợi, thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân, càng về sau, càng được hưởng tài lộc, phú quý. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Tân Hợi trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Tân Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Ất, chủ về tương khắc, làm ăn có kẻ hiềm khích hoặc sức cạnh tranh mạnh, có thể mở rộng hay phát triển thêm một vài việc, nhưng đa phần không có đầu có cuối, kết quả không như ý, tiền bạc hay chuyện tình cảm cũng phát sinh không ít rắc rối. Xét về địa chi, Hợi gặp Tỵ, lâm cục diện tứ hình xung, một năm nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón đương số ở phía trước, cục diện xấu tác động, khiến tâm tính thay đổi, bạn dễ nóng nảy rồi gây ra hàng loạt rắc rối, tiền bạc vẫn có khả năng làm ra, nhưng không nhiều, vất vả lắm mới kiếm được. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành kim, gặp năm hỏa bị khắc chế, đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao, tiền bạc, tiểu kết. Xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành, nam mạng Tân Hợi, sinh năm 1971, phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong năm 2025, hầu như mọi việc đều phải tự thân lo liệu. Tiểu nhân vận khá lớn, sức cạnh tranh trong công việc và kinh doanh đều gia tăng, đòi hỏi bản mệnh phải có sự tỉnh táo và đề phòng, kẻo gặp nhiều bất lợi, đến cuối năm vận trình mới dần cải thiện. Thứ hai, xem tử vi Tân Hợi sinh năm 1971, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025 tuổi Tân Hợi nam mạng gặp sao La Hầu chiếu mệnh, là hầu tinh, là một trong số 9 vị tinh quân, nằm trong hệ thống cửu diệu, La Hầu còn gọi là khẩu thiệt tinh, là sao xấu ảnh hưởng nặng cho bản mệnh trong năm 2025. Hạn sao La Hầu chủ về các vấn đề sau. Về quan lộc, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định, phải đối mặt với một vài thử thách trong cuộc sống, đặc biệt đối với đường công danh, có nhiều chông gai. Vì vậy trong năm, có sao La Hầu chiếu mệnh, cần phải ám binh bất động, không nên hùn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp. Ngoài ra, trong công việc cần cẩn thận mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên hay thậm chí dính dáng đến kiện tục. Về tài vận, chủ mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh, dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó, không suôn sẻ thuận lợi như mong đợi, vì vậy bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. Về sức khỏe, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ dễ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống, nhưng đặc biệt nếu trong năm đàn ông có sao này chiếu mệnh mà vợ mang thai thì xem như là may mắn, làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe cũng dồi dào, cả nhà được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, môn trung đổ bạc hao tiền, từ sắc tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bổ bịch.
bạc bài, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên, đối với nữ mệnh, thường mang tiếng, cãi vã sinh ra buồn bực, muộn phiền. Trong năm đương số gặp sao này chiếu lên, tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo, hoặc mang theo tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Sao này xấu nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Tân Hợi, theo niên hạn là hạn Tam Kheo. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương, cũng không nên ở những nơi ẩm thấp, khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng, ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Từ xưa, ông cha ta đã lưu truyền một câu nói, Tam Kheo thống nhãn thương thủ túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn Tam Kheo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian năm gặp hạn đó. Về sức khỏe, những người có hạn Tam Kheo trong năm cần chú ý chứng phong thấp cũng như những thương tích về chân tay mà mình gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Theo đó có thể những việc trong gia đình hoặc người thân có chuyện cũng sẽ gây ra những điều này cho bạn. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Theo nhiều những tài liệu đáng tin cậy khác, thì ngoài sức khỏe, đề phòng các bệnh về mắt, tay chân. Những người gặp hạn Tam Kheo còn có thể gặp thị phi, cãi vã, nhiều người bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, đả kích, chịu những cú sốc hay áp lực về tâm lý rất lớn. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Tân Hợi, nam mạng. Năm 2025, tuổi Tân Hợi gặp vận niên, dương hồi ngàn. Dương hồi ngàn là dê được về núi rừng, thỏa chí tang bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng tươi tốt mượt mà, thả sức thưởng thức. Trong năm này, đường công danh của bản mệnh sở hữu nhiều triển vọng, kinh doanh cũng gặp dịp phát tài. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều thời cơ may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm nay bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui trong gia đình như thêm người, thêm của. Trong năm, bản mệnh cũng nên biết kiềm chế, khiêm nhường thì công danh sự nghiệp mới được bền lâu. Ngoài ra, bạn cũng lưu ý lúc tham gia hồn hạp, quản lý tiền nong và tài sản chăm chút. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Tân Hợi, nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nam mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Tân Hợi cần tránh các năm tam tai, ý, ngọ, mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính thì gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nam mạng, có hạn kim lâu không? Năm Ất Tỵ 2025 gia chủ Tân Hợi 1971 là 55 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm kim lâu thân. Kỵ thân gây tai họa cho chính bản thân mình, nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nam mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay tuổi Tân Hợi là tứ tấn tài, không phạm hoang ốc. Tứ tấn tài có câu tứ tấn tài chi phước lộc lai, làm nhà tuổi này gặp nhiều phúc lộc. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nam mạng, có hạn thái tuế không? Tân Hợi sinh năm 1971, trong năm Ất Tỵ 2025, sẽ phạm vào xung thái tuế. Xung thái tuế, năm hạn thái tuế có địa chi xung tuổi cầm tinh. Ở những năm này, bản mệnh sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Xung ở đây chỉ cục diện lục xung, bao gồm tí ngọ tương xung, sửu mùi tương xung, dần thân tương xung, mão dậu tương xung, thìn tuất tương xung, tỵ hợi tương xung. Cách hóa giải xung thái tuế, bản mệnh cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, dễ rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Nếu bị kẻ khác công kích, hãm hại, bạn không nên một mực nhẫn nhịn, có những thời điểm cần phải có sự phản kháng thích hợp. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bạn dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông đổ bể. Bạn cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Những ai vào năm phạm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm
thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi 2025 tuổi Tân Hợi 1971, nam mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Tân Hợi 1971 năm Ất Tỵ 2025 là trạch phúc. Trạch phúc là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1971 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1971 gặp trạch phúc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là về tử vi năm 2025, tuổi Tân Hợi, nam mạng, trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe như sau. Về phương diện sự nghiệp, bước sang năm Ất Tỵ 2025, nam mệnh tuổi Tân Hợi là 55 tuổi âm lịch, được sách đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm hung cát đan sen, may rủi khó lường. Gặp cục diện xung thái tuế 2025 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, tài vận và các mối quan hệ có thể sẽ gặp biến động lớn. Tử vi năm 2025 nhận định con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi, nam mạng đầy những trắc trở, khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh thì ắt sẽ chạm tới thành công. Trong năm 2025 này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt, bản mệnh khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với Tân Hợi là tốt lắm rồi, đa số thời gian con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần cân nhắc mình bình tĩnh xử lý, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng có cái cớ để vịn vào, nhân đó hãm hại hoặc giành tất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, tuổi Tân Hợi nam mạng, chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bản mệnh cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là, bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói của một chiều từ bất cứ ai. Về phương diện tài lộc, tử vi khoa học nhận định tình hình tài chính của người tuổi Tân Hợi nam mạng cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi, lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng, chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không để xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa,
Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế, cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra quyết định để rồi vướng phải thua lỗ hơn. Những người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế, bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên trên thực tế thì trong năm vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn lớn hơn, quan trọng là bạn phải đủ tinh tế. Để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Về phương diện tình cảm, gia đạo, chia buồn với người tuổi Tân Hợi nam mạng vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng này của mình, thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống, thay bằng việc trút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng, sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Về phương diện sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Tân Hợi khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh, bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang năm 2025, nam mạng Tân Hợi gặp năm xung thái tuế. Trong năm này, bản mệnh sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Cách hóa giải xung thái tuế. Bản mệnh cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, dễ rơi vào tình huống, tình ngay lý gian. Nếu bị kẻ khác công kích hãm hại, bạn không nên một mực nhẫn nhịn, có những thời điểm cần phải có sự phản kháng thích hợp. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bạn dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông, đổ bể, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Những ai vào năm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng, ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn lại hoặc không nên tham gia, thiên thời địa lợi nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay đảm bảo cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an may mắn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen,
thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, đầu năm mới người Việt có phong tục chọn người hợp tuổi đến sông nhà để cầu may mắn, tốt lành. Theo đó, vị khách đầu tiên đến chúc Tết sau thời khắc giao thừa là người sông nhà. Vận khí của người này sẽ quyết định đến thành công, may mắn của gia chủ trong năm đó. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Tân Hợi. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Tân Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Mão 1999, tốt, Kỷ Mão 1939, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Tân Mùi 1991, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Tân Mùi 1931, tốt, Quý Mùi 2003, khá, Đinh Mùi 1967, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Ất Tỵ 1965, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Tiếp theo là vận trình tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Tân Hợi Nam Mạng trong năm 2025. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi Nam Mạng. Khi bước sang tháng 1 âm lịch năm 2025, chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên tuổi Tân Hợi tháng này tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Nam Mạng tuổi Tân Hợi được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Trong những ngày Tết, việc ăn nhậu với bạn bè là khó tránh. Bản mệnh cần chú ý ăn uống, đặc biệt là hạn chế rượu bia để đảm bảo các bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, dạ dày không bị tái phát. Ngoài ra, Nam Tân Hợi cũng cần chú ý khi đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Vận trình tình cảm của Nam Mạng tuổi Tân Hợi trong tháng 2 âm lịch này khá tốt. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc lại được cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi trợ mệnh,
giúp cho mối quan hệ giữa bạn và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tháng này. Những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày của bạn cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Nam Mạng tuổi Tân Hợi trong tháng này có điểm báo dễ bị đánh mất bản thân và cũng dễ bị lừa bởi những quảng cáo đầu tư và quản lý tài chính sai lầm. Vận đào hoa của tháng này khá tốt, bạn có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Về phương diện sự nghiệp của Nam Mạng tuổi Tân Hợi trong tháng này tương đối tệ. Chịu ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, lại thêm hung tinh thiên khốc, tang môn làm cho tinh thần không tốt, bạn dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc của cả nhóm xuống dốc, khiến đồng nghiệp hết lần này đến lần khác phàn nàn với bạn. Vì vậy, lời khuyên cho Nam Mạng tuổi Tân Hợi nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, Nam Mạng. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa hung, bạn dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông bơ phờ, mệt mỏi. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Nam Mạng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc gia đình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Nam Mạng tuổi Tân Hợi trong tháng này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên bạn cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên dù có tiền rủng rỉnh, Nam Mạng cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Thể lực hơi kém nên chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức thì tháng này có khả năng bình phục nhanh chóng. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Bước sang tháng mới, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của Nam Mạng tuổi Tân Hợi ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Nam Mạng có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Tổng thể đường tài lộc của Nam Mạng tuổi Tân Hợi trong tháng 7 ở mức trung bình, có thu, có chi. Tuy nhiên, Nam Mạng nên chú ý, sự tác động của sao La Hầu làm cho Nam Mạng phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn và rất dễ tao tán về tiền bạc. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Các mối quan hệ xã hội của Nam Mạng tuổi Tân Hợi là vấn đề nhức nhối trong tháng 8 âm lịch này. Dưới ảnh hưởng của lan can hung tinh, Nam Mạng ngày càng trở nên nóng tính hơn, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, khiến ai cũng tránh mặt, kể cả những người thân trong gia đình bạn. Nam Mạng tuổi Tân Hợi nên học cách kiềm chế tính khí nóng này nếu không sẽ rất bất lợi. Vì bất mãn trong công việc và chuyện gia đình, Nam Mạng có xu hướng tìm kiếm thứ mới lạ ở thế giới bên ngoài. Có sự xuất hiện tình cảm ngoài lề, gây tổn hao về tiền bạc, danh tiếng và ảnh hưởng đến gia đình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Nam Mạng tuổi Tân Hợi bước sang tháng 9 âm lịch. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, vận trình tài lộc của Nam Mạng có dấu hiệu tăng nhẹ. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của bạn ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Tháng Thái Tuế Án Ngữ, Nam Mạng tuổi Tân Hợi trong tháng 10 âm lịch này cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình. Nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp của mình. Khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam Mạng. Tháng 11 âm lịch, Nam Mạng tuổi Tân Hợi bị hung tinh báo vĩ hoành hành, có thể lãnh đạo giao thêm cho công việc ở các bộ phận khác trong tháng này. Đối mặt với môi trường làm việc xa lạ,
đồng nghiệp và công việc có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu. Nam mạng nên điều chỉnh trạng thái của mình càng sớm càng tốt, tích cực học hỏi từ những người khác, xây dựng các mối quan hệ mới tại nơi làm việc và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, Nam mạng. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn. Nam mạng tuổi Tân Hợi bị ảnh hưởng bởi không khí cuối năm, không chỉ phải đối mặt với đủ loại công việc ở nơi làm việc mà còn ôm theo rất nhiều việc nhà, đó cũng là một áp lực không hề nhỏ. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Do đó, nam mạng tuổi Tân Hợi tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.